vị bùi bùi một chút. À, dạ vâng, em Hải chào tất cả quý cô chú anh chị các bạn, mình đã quay trở lại với kênh của Hải trong buổi tối ngày hôm nay. Dạ, buổi tối ngày hôm nay em Hải mời tất cả quý cô chú anh chị các bạn mình cùng đi dạo từ khu vực trung tâm Sài Gòn nha quý cô chú anh chị mình. À, hiện tại thì em Hải đang có mặt tại đường Hồ Tùng Mậu. Dạ, bây giờ thì mình sẽ đi dọc đường Hồ Tùng Mậu, mình qua khu vực công viên Bến Bạch Đằng nha quý cô chú anh chị và các bạn mình. Thì qua đấy thì mình cùng đi uống cà phê ở bên góc công viên Bến Bạch Đằng. Dạ vâng, thì bây giờ mình cùng đi nha. Tại phía trước quý cô chú anh chị mình là một quán cà phê này, Fela, một cái thương hiệu khá là nổi tiếng ở Sài Gòn và cũng như là một số tỉnh lân cận nữa. Đấy, quý cô chú anh chị mình có thể thấy này, về đêm thì Sài Gòn rất là đẹp luôn. Thêm một chút mưa nữa. Quý cô chú anh chị mình thấy này, thực sự là lên đèn rất là rực rỡ. Dạ vâng, thì đã có những hạt mưa nhỏ nhỏ, cũng chưa không phải là lớn. Đấy, quý cô chú anh chị mình thấy này, đường cho là con gạch thì nó hơi loang loáng một chút. Rất may là hôm nay nó không mưa lớn, không ảnh hưởng gì tới hành trình của mình trong buổi tối ngày hôm nay. Hiện tại thì mình đang có mặt tại ngã tư giữa đường Huỳnh Thúc Kháng giao nhau với đường Hồ Tùng Mậu. Dạ, quý cô chú anh chị mình đứng ở khu vực này, quý cô chú anh chị mình thấy này, góc view rất là đẹp luôn. Đấy, quý cô chú anh chị mình thấy, góc view rất là đẹp. Rất là đông. Dạ thì em Hải thấy phố đi bộ Nguyễn Huệ đang tổ chức một cái đang chuẩn bị tổ chức một cái chương trình rất là lớn luôn ở cả công viên Bến Bạch Đằng nữa. Thì bây giờ thì mình cùng qua đấy và để cập nhật những hình ảnh tại bên đấy nhé. Dạ, nhiều quý cô chú anh chị mình bảo là không biết cái xe chỗ nào ở chỗ phố đi bộ Nguyễn Huệ đâu, ở ngay đường Hồ Tùng Mậu đấy. Chị đối diện là 116 đường Hồ Tùng Mậu, bên này có một cái bãi xe rất là lớn. Giờ mọi người có thể ghé qua đây gửi nhé. Đây này cũng có bạt để che đấy. Để cô chú anh chị mình lưu ý để gửi. Bên này có quán cà phê cũng đẹp, nhìn cũng rất là sang trọng. Ở đây còn những bạn nữ xinh gái nữa. Cô chú anh chị mình có thấy này. Úi sợ, những đôi chân dài miên man. Dạ vâng, thì ở dọc khu vực này thì cũng rất là nhiều cửa hàng ăn uống và nhậu. Đây lâu lâu làm cả hai giật cho mình.
lịch cô chú anh chị mình nhỉ. Này thấy cũng khá là đông các bạn trẻ đang tới chụp hình, còn những em chân dài đâu. Góc này nhậu lắm. Chú anh chị mình chụp hình cả xe người luôn. Này giống chụp hình cưới. Quay MV ấy.
đấy, cô chú anh chị mình thấy rất là đẹp luôn. Giờ này thì nó sẽ hướng về khu vực quận 7 đấy. Giờ này nó đi lên bên kia. Tàu này khoảng 7 giờ tối nó khởi hành và 9 giờ tối thì chắc. Thank you.
Dạ vâng, thưa chú anh chị các bạn này, thì hiện tại thì em Hải đã có mặt tại bên trong cửa hàng Starbucks. Em cái thương hiệu này cũng khá là mới luôn. Em Hải đã order nước, còn lát nó sẽ quay gửi tới thưa chú anh chị các bạn mình cùng xem nhé. Thực sự là bên Starbucks này em Hải thấy decor lại rất là đẹp này. Đấy, mình có thể hòa mình cùng với thiên nhiên tại khu vực này. Hôm nay mưa nên cũng không có mấy người ngồi ở khu vực bên này đâu. Mọi người vào bên trong hết rồi. Nhưng mà em đấy là bên kia đồng kìa, cô chú anh chị mình. Đây, em Hải có gọi một combo 130.000 đồng. Đây, cô chú anh chị mình thấy này. Và nước là 87.000. Đấy, cả bánh nữa. Đây, cả nước và bánh. Đấy, cô chú anh chị mình thấy đấy, không gian đẹp ghê luôn á. Đấy, còn bên kia là của Katrina. Katrina thì đông nghịt đi. Katrina thì Sài Gòn Waterbus trân trọng kính chào quý khách. Tàu khởi hành từ Bạch Đằng đến Bình An sẽ khởi hành trong ít phút nữa. Hành khách nào có vé Katrina tàu, thì nó đông hơn vì giá nước bên đấy nó rẻ hơn so với Starbucks rất là nhiều. Welcome to Sài Gòn Waterbus. The boat departing for Bình An will be leaving soon. Please get in line and have your ticket ready. Thank you. Hôm nay là nó mọi người, hôm nay là chưa đông đâu, hôm nay vắng đấy. Thứ bảy chủ nhật thì ở cái khu vực bên Katrina này kín người luôn. Và bây giờ thì mình sẽ lại bàn của mình thôi. Chờ lấy nước. Đây, cô chú anh chị mình bàn của em Hải đây, ngồi đây. Mình nó rung chưa? Chắc chưa đâu. Đây, bên này thì mình có thể ngắm được tàu này. Bên này thì tàu bớt này, đang qua khu vực công viên dọc bờ sông Sài Gòn. Tối nay thì có một cái chiếc tàu nhỏ chở du khách đi tham quan này. Cô chú anh chị mình này. Đấy, bên đây, đây này, có cái tàu nhỏ nhỏ. Sài Gòn Waterbus trân trọng kính chào quý khách. Tàu khởi hành từ Bạch Đằng đến Bình An sẽ khởi hành trong ít phút nữa. Hành khách nào có vé đi tàu, vui lòng di chuyển đến khu vực soát vé để chuẩn bị lên tàu. Xin cảm ơn. Welcome to Sài Gòn Waterbus. The boat departing for Bình An will be leaving soon. Please get in line and have your ticket ready. Thank you. Dạ vâng, em Hải mời tất cả cô chú anh chị mình dùng nước cùng em Hải nhé. Và phần bánh nữa này. Đây, cô chú anh chị mình thấy nè. Phần này là combo là 130.000. Để mình thử xem thế nào. Dạ, em Hải mời cả nhà. Dạ, phần bánh này ăn rất là hay cả nhà, khó mô tả quá. Nó ngọt ngọt, hơi chua chua mà lại có cái vị bùi bùi một chút.
trật tự đô thị và vệ sinh môi trường tại phố đi bộ Nguyễn Huệ. Đề nghị các tổ chức cá nhân
hiệu của mưa. Và hôm nay thì dạ vâng, em Hải xin kính chào quý cô chú anh chị và các bạn. Mình đã quay trở lại kênh của Hải trong buổi tối ngày hôm nay. Dạ, buổi tối ngày hôm nay thì em Hải mời tất cả quý cô chú anh chị và các bạn mình cùng đi dạo tại khu vực trung tâm Sài Gòn cùng với Hải trong buổi tối ngày hôm nay nha. Dạ, buổi tối ngày hôm nay thì thời tiết rất là đẹp quý cô chú anh chị mình. Không có dấu hiệu của mưa và hôm nay thì không khí rất là mát mẻ và dễ chịu này. Bây giờ mình sẽ đi dạo từ đường Phố Quang Huân mình về đường Lý Tự Trọng cũng như là về một số con đường tại khu vực trung tâm Sài Gòn nhé. Nếu có thời gian thì em Hải sẽ qua khu vực Phố Tây Bùi Viện để cập nhật gửi tới quý cô chú anh chị các bạn mình hình ảnh tại khu vực Phố Tây Bùi Viện trước ngày lễ Halloween nhé. À vâng, hiện tại thì em Hải đang có mặt tại ngã tư này, giữa đường Lý Tự Trọng giao nhau với đường Phố Quang Huân. Quý cô chú anh chị mình thấy này, khung cảnh rất là đẹp luôn. Đấy, phía bên kia thì là khách sạn cũng trang trí Halloween. Đấy, quý chú anh chị mình có thể thấy không? Đây bên này, đây trang trí cái mặt nạ Halloween đấy. Và khách sạn anh và em không theo nằm ngay khu vực ngã tư, rất là đẹp luôn. Rồi, bây giờ thì mình sẽ đi dọc đường Lý Tự Trọng này. Mình về với đường Nguyễn Trung Trực. Dạ vâng, phía bên này thì có một cửa hàng thời trang thương hiệu lớn Pierre Cardin, thương hiệu lớn tại Việt Nam mình. Quý cô chú anh chị mình nếu mà mọi người dùng hàng hiệu thì mọi người sẽ biết thôi. Giá thì nó cũng không quá cao, nó tầm khoảng 1 triệu tới 2 triệu một cái áo, tùy theo nhu cầu của mình sử dụng. Bên này thì lại có một số cái quán bar nhỏ nhỏ trên lầu. Hôm nay thì em hãy bật chế độ quay 4K để xem chất lượng hình ảnh nó có đẹp hơn không. Thì quý cô chú anh chị mình thấy chất lượng hình ảnh đẹp thì có thể để lại comment bên dưới cho Hải nhé. Hôm nay mình dùng chất lượng tốt nhất có thể để gửi tới quý cô chú anh chị mình những thước phim đẹp nhất về cuộc sống Sài Gòn về đêm. Chắc thì em Hải cũng quay 1-2 hôm nữa rồi em Hải có việc bay ra Hà Nội. Thì hôm đấy thì em Hải sẽ cập nhật gửi tới quý cô chú anh chị mình những hình ảnh tại Hà Nội nhé. Chắc cũng được vài hôm nữa thôi. Thì có một chút công việc riêng của gia đình ở đây là mình về vài hôm. Ở xã Bằng hiện tại thì mình đang có mặt tại ngã tư đường Nguyễn Trung Trực giao nhau với đường Lý Tự Trọng. Bây giờ thì em hãy xe rẽ phải vào đường Nguyễn Trung Trực. Ở phía bên tay phải của hai là quán cà phê hay là coffee. Quý cô chú anh chị mình thấy cũng khá là lớn với hai mặt tiền đường Nguyễn Trung Trực và đường Lý Tự Trọng. Bây giờ thì mình sẽ về khu vực ngã tư giữa đường Lê Thánh Tôn giao nhau với đường Nguyễn Trung Trực nhé. Dạ vâng, thì ở cuối tuần này thì em Hải thấy ở phố đi bộ Nguyễn Huệ đang có sự kiện khá là lớn đấy. Không biết là sự kiện gì thì em Hải cũng chưa, nhưng người ta chưa lên nó thì mình cũng không dài cho lắm. Đấy thì gần sát ngày thì em Hải sẽ cập nhật gửi tới quý cô chú anh chị các bạn mình nha. Hôm nay là thứ ba rồi.
Đấy, nếu mà em Hải mà còn ở Sài Gòn thì sẽ cập nhật và đưa những hình ảnh mới nhất gửi tới quý vị và các bạn mình cùng xem. Và thì em Hải thấy là cũng đã có rực rỡ Giáng sinh rồi, một số tòa nhà cũng đã trang trí. Bây giờ em Hải sẽ vào với đường Lê Thánh Tôn để đi dọc đường Lê Thánh Tôn này qua khu vực cửa Bắc của chợ Bến Thành. Bên này có ca sĩ nào sao không?
Dạ vâng, hiện tại thì mình đang có mặt tại ngã tư giữa đường Lê Thánh Tôn giao nhau với đường Trường Định, thưa cô chú anh chị mình. Đây, bên đường, cô chú anh chị mình, cái đường có một cái tiệm bán cái gì ta, tàu hủ, ba lấu, cái gì nhỉ, bán tàu hủ rất là đông, cô chú anh chị mình có thể nhìn thấy là bên đường. Xếp hàng mua đây. Đấy, cô chú anh chị mình có thể thấy rất là đông luôn.
Yeah.
cô lại đây cho bé ăn nữa. Yeah.
đã